Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua tiếp tục ác liệt, đặc biệt nghiêm trọng khi có dấu hiệu leo thang trong cuộc chiến máy bay không người lái UAV giữa hai bên. Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết, trong ngày 26 tháng 11, tình hình hoạt động ở phía đông và phía nam Ukraine vẫn khó khăn với 46 cuộc đụng độ giữa lực lượng phòng vệ Ukraine và quân đội Nga trên toàn bộ chiến trường, theo hãng thông tấn Uzinform. Trong ngày qua, không quân Ukraine thực hiện 3 cuộc tấn công vào các khu vực tập trung nhân lực, vũ khí và thiết bị quân sự của đối phương trên khắp chiến trường. Các đơn vị tên lửa Ukraine bắn trúng một khu tập trung nhân lực, vũ khí, trang thiết bị quân sự của đối phương. Uzinform dẫn thông tin từ Bộ Chỉ huy tác chiến miền Nam Ukraine cho biết, lực lượng Ukraine ngày qua loại khỏi vòng chiến 47 binh sĩ Nga, phá hủy một hệ thống pháo phản lực đa nòng RAS, 3 điểm tiếp tế và 8 điểm quan sát của đối phương tại chiến trường miền Nam. Cũng tại miền Nam, các đội trinh sát trên không của lực lượng phòng không Ukraine phát hiện và phá hủy một kho chứa mìn chống tăng của quân đội Nga trong ngày 26 tháng 11. Tại mặt trận phía Bắc, tư lệnh lực lượng liên quân Ukraine Trung tướng Serhiy Naev nói rằng quân đội Ukraine đang tăng cường số lượng các nhóm hỏa lực cơ động để phát hiện và bắn hạ các mục tiêu trên không. Tại mặt trận phía Bắc, tư lệnh lực lượng liên quân Ukraine Trung tướng Serhiy Naev nói rằng quân đội Ukraine đang tăng cường số lượng các nhóm hỏa lực cơ động để phát hiện và bắn hạ các mục tiêu trên không. Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, quân đội Nga ngày 26 tháng 11 tiến hành 33 cuộc không kích và 45 lần khai hỏa các hệ thống pháo phản lực bắn loạt MLRS vào các vị trí của quân Kiev và các khu định cư ở Ukraine. Cơ quan quản lý quân sự tỉnh Sumy báo cáo 14 đợt pháo kích của Nga vào tỉnh này trong ngày qua. Tương tự, cơ quan quản lý quân sự thành phố Kherson, tỉnh Kherson cũng ghi nhận nhiều đợt pháo kích của quân Nga vào khu vực, làm một phụ nữ bị thương, nhiều nhà cửa và một ô tô bị hư hại sau vụ việc. Ukraine cũng cho biết, quân Nga ngày qua tiến hành một cuộc không kích vào Ukraine bằng 5 UAV chiến đấu xa hệt 136-131. Lực lượng phòng không Ukraine cho biết đã tiêu diệt 4 trên 5 UAV trên. Hãng thông tấn TASS dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết, lực lượng phòng không Nga ngày 26 tháng 11 chặn 53 UAV nghi do Ukraine phóng tại các vùng lãnh thổ mà Nga đang kiểm soát ở các tỉnh Kharkiv, Kherson, Donetsk và Luhansk. Người đứng đầu nhà nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng, ông Denis Vucelin cho biết, một cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào DPR làm hư hại hệ thống điện khiến nhiều nơi trong khu vực mất điện. Ông Pushilin cho biết trên Telegram, tình hình rất khó khăn, mọi thứ đang được thực hiện để khôi phục hệ thống sưởi và ánh sáng cho công dân của chúng tôi càng sớm càng tốt. Lãnh thổ Nga ngày qua chứng kiến sự đe dọa của 24 UAV Ukraine, theo TAS đưa tin. Thị trưởng thành phố Moscow, ông Sergei Sobyanin cho biết, lực lượng phòng không Nga ngày 26 tháng 11 bắn hạ loạt UAV ở các quận Ramensky, Naroformensk, Odinstovsky và Bodak, Moscow. Theo ông Sobyanin, không có thương tích hay thiệt hại nào do các vụ tấn công gây ra. Tỉnh trưởng tỉnh Tula, Nga, ông Alexei Dimin cho biết, một số UAV nghi của Ukraine đã tấn công tỉnh này. Một số các UAV này đã đâm vào một tòa nhà chung cư, khiến cửa sổ bị hư hại và một người bị thương nhẹ. 4 UAV cũng xuất hiện tại tỉnh Smolensk và tỉnh Bryansk, Nga, và đều bị lực lượng phòng không bắn hạ theo Bộ Quốc phòng Nga. Ngày qua, Nga cũng tuyên bố bắn hạ hai máy bay chiến đấu Su-27 và một tiêm kích MiG-29 của Ukraine trên bầu trời Kherson. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố phá hủy trên 2 tên lửa đất đối không S-200 của Ukraine trên biển Azov và đánh chặn 17 quả rocket được phóng từ hệ thống pháo phản lực phóng loạt HIMARS trên khắp Ukraine trong 24 giờ qua. Nga thông tin về các đợt tấn công trên của Ukraine một ngày sau khi Ukraine tuyên bố chặn 71 UAV của Nga trên khắp lãnh thổ, một diễn biến mà Kiev gọi là đợt tấn công UAV lớn nhất của Moscow kể từ đầu xung đột. Theo hãng tin Reuters, lực lượng không quân Ukraine cho biết Nga đã mở cuộc tấn công bằng UAV quy mô lớn nhất từ trước đến nay vào thủ đô Kiev, Ukraine vào đêm ngày 25 tháng 11, khiến 5 người bị thương. Ngày 25 tháng 11, Tổng tư lệnh lực lượng không quân Ukraine, ông Mykola Oleschuk, đăng trên Telegram rằng tổng cộng có 75 UAV Garen 2, hay còn gọi là Hesa-Sahek-136, đã được triển khai nhằm vào Ukraine. Ông Oleschuk nói rằng hướng tấn công chính của UAV này là thủ đô Kiev, và đây là số lượng UAV kỷ lục tấn công vào khu vực này. Lúc đầu, lực lượng không quân Ukraine cho biết 71 trong số 75 UAV Nga đã bị bắn hạ và sau đó cập nhật là 74 UAV đã bị vô hiệu hóa. Người phát ngôn của lực lượng này cho biết trên truyền hình rằng 66 UAV trong số đó đã bị bắn rơi ở Kiev và khu vực lân cận. Ông Oleschuk ca ngợi tính hiệu quả của các đơn vị hỏa lực di động, thường là xe bán tải kết hợp với súng máy hoặc pháo phòng không gắn trên bệ, vì những trang thiết bị này đã góp phần bắn rơi gần 40% số UAV nói trên. Thị trưởng Kiev, ông Vitaly Klitschko cho biết, vụ tấn công đã khiến 5 người bị thương và làm hư hại các tòa nhà ở các quận trên toàn thành phố. Ông cũng nói rằng các mảnh vỡ từ các UAV bị bắn rơi đã gây ra hỏa hoạn ở một nhà trẻ.